Tập 20. Sói, đúng là nó đã biến thành một con sói rồi. Cái gì? Không sao. Cha, mẹ, hai người về đi. Không cần ở cùng con suốt đâu. Vậy sao được? Con cũng đỡ nhiều rồi. Hai người chăm sóc con đã mấy ngày rồi, vất vả quá rồi. Con ngốc à? Để con ở lại một mình ở đây, sao chúng ta yên tâm được? Đúng đó. Hay là bảo chị hai đến ở cùng con đi. Tối nay cứ để chị ấy ở đây cùng con. Con biết chị ấy vẫn đang đứng ngoài cửa. Con có điều muốn nói với chị ấy. Được. Anh yêu, anh cứu anh rể em. Còn nói sẽ trả lại đám thợ may đó. Đại Hưng, anh thật giỏi quá. Anh đi ngang qua nên gặp đúng lúc thôi. Em vốn còn lo chị cả, không thuyết phục được anh rể em. Lần này thì hay rồi, anh đã trở thành ân nhân cứu mạng của anh ấy. Còn sợ anh ấy không đồng ý sao? Có đồng ý hay không, quan trọng là ở chị gái em. Nhưng bây giờ anh cảm thấy cũng dám chắc được 90% rồi. Đâu chỉ là 90%, là 100%. Anh yêu, em phải thưởng lớn cho anh mới được. Đi. Thái Phượng, anh biết em đối xử tốt với anh. Anh cũng không đợi được nữa. Đi. Cha, Kiến Quang, thế nào? Không bị thương chứ? Tôi không sao. Cha, xưởng mai cũng sắp khai trương rồi nhưng không sao. Cha đã có cách giải quyết rồi. Cha, có tin gì của Thiên Hỷ chưa? Có tin rồi. Nó vừa mới xuống xe đã đến nhà bạn ở Quảng Châu. Nó nói là sẽ ở đó một thời gian rồi mới về. Nếu Thiên Hỷ đã không gặp chuyện gì, tạm thời tôi không tính toán với bà. Nhưng bà phải kiểm điểm lại những hành động của mình đi. Bà làm tổn thương Thiên Hỷ. Đợi nó về đây rồi, bà phải cho nó và Tử Thu một lời giải thích đấy. Mẹ, sao mẹ cứ sai lầm nói tiếp sai lầm thế? Thiên Hỷ không rõ đi đâu, chắc cha cũng biết sự thật rồi. Không được. Thiên Phúc, con nhất định phải giúp mẹ chuyện này. Thiên Hỷ nhất định sẽ tìm được. Nhưng cha con, mẹ không muốn ông ấy phải lo lắng vì chuyện này. Bây giờ nhà họ Đổng đang rất bấp bênh. Mẹ đâu thể chỉ nghĩ cho bản thân mình. Mẹ cũng đâu nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Thiên Phúc, giờ chỉ có con giúp được mẹ thôi. Con không thể nhẫn tâm nhìn mẹ biến thành quả phụ được. Mẹ xin con giúp mẹ vượt qua khó khăn này với. Được không? Mẹ, chị hai, chị còn nhớ hồi nhỏ không? Hồi nhỏ em thích đom đóm, thích ngắm nhìn chúng những khi phát sáng. Chị đã đi ra những cánh đồng để bắt cho em.
Chị nhớ chứ? Chị đã bắt suốt cả một đêm, bắt được đầy cả một cái chai, đặt trên đầu giường của em. Nhưng ngày hôm sau, khi em thức dậy, lại phát hiện chúng đã chết sạch rồi. Chị xin lỗi Tử Hàn. Chị xin lỗi. Tại sao chị cứ nói xin lỗi mãi thế? Đom đóm chết, chị nói xin lỗi. Tự em làm dở bát, bị cứa đứt tay, chị vẫn nói xin lỗi. Em đến thi muộn, trách chị không gọi em dậy, chị lại nói xin lỗi. Chị hai, em không muốn nghe chị nói xin lỗi nữa. Chị xin. Chị hai, em đã không còn là con bé hồi nhỏ không hiểu chuyện, bướng bỉnh đó nữa. Em không cần cái gì chị cũng nhường em, cái gì cũng chịu đựng vì em. Em thích Thiên Hỷ, nhưng Thiên Hỷ không phải một con mèo, một con cá. Chỉ cần em thích là chị có thể tặng cho em. Anh ấy là người, là con người có tình cảm, có suy nghĩ. Chị tưởng chị làm vậy là đang hy sinh sao? Chị tưởng chị làm như vậy là rất cao thượng, là rất vĩ đại đúng không? Chị nhầm rồi. Chị làm như vậy chỉ là đang làm theo lương tâm của chị thôi. Nhưng chị đã làm tổn thương Thiên Hỷ, cũng là làm tổn thương em. Tử Hàn, em mắng đi, cứ mắng chị đi, sẽ làm trong lòng của chị dễ chịu hơn chút. Những ngày qua, chị vẫn luôn tự trách bản thân mình. Chị đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Chị ép Thiên Hỷ phải đi, cũng lại hại em. Tử Hàn, em nói cho chị biết, em bảo chị làm gì mới chịu tha thứ cho chị? Chị xin em đấy Tử Hàn, em tha thứ cho chị được không? Chị hai, em sẽ không tha thứ cho chị đâu, cả đời cũng không. Vì chị vốn dĩ không hiểu em. Nếu chị nói cho em biết sự thật, chắc chắn em sẽ buông tay. Bởi vì vì chị là anh ấy là những người mà em yêu thương nhất. Tử Hàn, em gái tốt của chị, để chúng nó ở với nhau một lúc. Chúng ta về nhà trước, ngày mai đến đón Tử Hàn về. Đi thôi. Ga tàu. Phu nhân, ít nhiều thì bà cũng ăn một chút đi. Thật ra lão gia và đại thiếu gia cũng là gì, không cần an ủi tôi. Mọi người đi nghỉ ngơi đi.
Thiên Hỷ, có phải là con không? Thiên Hỷ, Thiên Hỷ, Thiên Hỷ, Thiên Hỷ. Sao thế Thiên Mai? Không, không sao. Ái Liên lại bắt nạt em à? Muốn mách với mẹ em phải không? Yên tâm đi, sau này cô ấy sẽ không dám lớn tiếng với em nữa đâu. Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Nào, ngoan nào. Đi nào. Thiên Hỷ, Thiên Hỷ, Thiên Hỷ làm sao? Không sao, tôi nằm mơ thôi. Chuyện cũng là do tự mình gây ra, giờ hối hận rồi chứ gì. Được rồi, đợi Thiên Hỷ về rồi đi xin lỗi nó đi. Chỉ cần Thiên Hỷ trở về, bảo tôi làm gì cũng được. Cái gì? Ngủ đi. Tử Xuân, nào đưa anh, cho Tử Hàng lên xe đi. Không cần đâu, không cần thật mà. Ba chị em đi xe kéo về là được. Tử Xuân, chị cả, bây giờ không phải lúc nói chuyện, đợi em đưa Tử Hàng về nhà đã. Anh rể, có tin tức gì của Thiên Hỷ chưa? Nó đang ở nhà bạn ở Quảng Đông, mọi chuyện vẫn ổn. Phiền anh nói lại với Thiên Hỷ, chị hai em đang đợi anh ấy trở về. Chị là chị hai em, tất nhiên em hiểu tâm tư của chị rồi. Tử Hàng, được, anh nhất định sẽ nhắn lại với nó. Đừng nói chứ, cảm giác được làm cổ đông đúng là rất tuyệt. Phải phải, phải anh xem khí thế chưa. Nếu được chia lãi, chúng ta sẽ đóng góp thêm cổ phần. Đúng đúng, nhất định phải góp thêm. Chủ tịch đến rồi, chủ tịch. Các anh đến sớm quá nhỉ. Thôi được, tôi hiểu suy nghĩ của mọi người rồi. Có điều, vị trí giám đốc thiết kế đối với xưởng may là vô cùng quan trọng. Những cổ đông khác cũng đã đề xuất cho tôi vài ứng cử viên. Năng lực và kinh nghiệm của họ rất là nổi trội. Thế này đi, chúng ta tiến hành lựa chọn theo hình thức bỏ phiếu công bằng, để chọn ra một ứng viên cuối cùng. Không biết ý kiến mọi người thế nào. Như vậy cũng được. Công bằng mà. Đúng, chọn thì chọn. Vàng thật thì không sợ lửa mà. Vậy cũng tốt. Phải phải. Được. Tử Xuân, Tử Xuân, theo anh về đi. Tử Hàng còn cần người chăm sóc, em chỉ đang kiếm cớ thôi. Anh biết Tử Hàng cần có người chăm sóc, nhưng anh cũng cần em.
Em có thể về nhà vào buổi tối, ban ngày thì để tài xế. Để một thời gian nữa đã. Đợi xong việc đợt này đã được không? Rốt cuộc em đang trốn tránh anh hay là trốn tránh mẹ anh? Anh biết anh vô dụng, nhưng anh đã cố gắng hết sức rồi. Anh vẫn luôn cố giải quyết mâu thuẫn giữa em và mẹ anh. Anh thừa nhận là anh đã thất bại, nhưng tình yêu anh dành cho em thì chưa từng thay đổi. Nhưng nó có thể thay đổi được sự khác biệt vốn có giữa anh và em không? Khác biệt gì? Không môn đăng hộ đối, đây chính là khác biệt. Nhà họ Đổng vẫn là nhà họ Đổng, nhà họ Diệp vẫn là nhà họ Diệp. Nó sẽ không thay đổi chỉ vì sự kết hợp của chúng ta đâu. Em muốn từ bỏ sao? Tất nhiên em không nói em sẽ từ bỏ. Thiên Phúc, em thấy mệt thật rồi. Có lẽ hai người chúng ta cũng cần cho người kia thêm chút thời gian để suy nghĩ lại. Dù sao hôn nhân cũng khác lúc hẹn hò. Có quá nhiều thứ xen ngang giữa tình yêu mà hai chúng ta không cách nào giải quyết được. Muốn vượt qua nó thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Anh về đi. Em sẽ về, nhưng không phải bây giờ. Tử Xuân, ít ra thì con cũng để Thiên Phúc vào ngồi một lát. Anh ấy bận, ngân hàng còn có việc. Đừng giấu mẹ, mẹ nhìn ra rồi, con đang giận nó. Mẹ, thật ra con chẳng giận ai cả. Thật đó, Thiên Phúc cũng có nỗi khổ tâm của nó. Dù sao đó cũng là mẹ nó. Nhưng chẳng phải mẹ thường nói với con, làm người cũng nên đối xử chân thành với nhau. Con thật sự không hiểu tại sao con vẫn không thể lay động được trái tim của mẹ chồng con. Trái tim mẹ chồng con bị quá nhiều điều đen tối dây chặt lấy rồi, đến mức chính bà ấy cũng không nhìn rõ. Thực ra bà ấy làm như vậy không phải đang hại người khác, mà là hại chính bản thân mình. Con biết bà ấy sống không hề vui vẻ. Đáng tiếc bà ấy lại không hiểu được điều này. Thiên Hỷ, Thiên Hỷ, con về rồi à? Phu nhân, chúng tôi lui xuống làm việc đây. Chúng tôi đi làm việc đây. Lui xuống đi. Chuyện này ông tự đi nói với nó đi. Tôi sợ Tử Xuân sẽ không đồng ý, cho nên tôi muốn nói với ông trước. Ông đừng thấy Tử Xuân mỏng manh, tính của nó rất cương quyết đấy. Hơn nữa cũng có chủ kiến riêng. Tôi sợ nó sẽ không nghe lời khuyên của ai cả. Phải, tôi cũng đang lo chuyện đó đây. Được, chúng ta không nói chuyện này nữa. Chuyện công ra công, tư ra tư. Tôi nghĩ Tử Xuân cũng sẽ không gộp chung hai chuyện này với nhau đâu. Đúng đúng, ông nói rất đúng. Tử Xuân là người rộng lượng. Chính vì điều này, tôi mong nó hiểu cho nỗi lòng của tôi. Để Kim Đại Hưng làm giám đốc thiết kế, tôi không yên tâm. Đám thợ may bao dây xưởng may, biểu hiện của cậu ta đúng là quá thuần thục. Đúng, ông nói rất đúng.
cậu ta giúp cả hai bên, lấy lòng cả hai bên. Một người như vậy, nếu không phải là thiên tài bẩm sinh, vậy chắc chắn là đã có âm mưu từ trước rồi. Ông Thông gia, tôi đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với Kim Đại Hưng đó rồi. Có những điều tôi không tiện nói nhiều, nhưng tôi nói cho ông biết, trực giác của ông là đúng. Người này hành động kín kẻ, nếu không phải tôi đã đề phòng cậu ta từ trước, lần đó có lẽ đã bị cậu ta lừa rồi. Cho nên ông phải đi tìm một ứng viên khác. Được, tôi hứa với ông, tôi sẽ đi nói chuyện với Tử Xuân. Được. Được rồi, chị đừng khóc nữa. Thiên Hỷ nhà chúng ta phúc lớn mạng lớn, không có chuyện gì xảy ra được đâu. Nhưng bao nhiêu ngày rồi vẫn không hề có tin tức gì. Em xem chị lo đến mức. Nói câu khó nghe thì là, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Em nói năng bậy bạ gì thế? Em không có ý đó. Ý em muốn nói là bây giờ không có tin tức của Thiên Hỷ, không chừng lại là chuyện tốt. Tốt gì mà tốt? Kiến Quang suốt ngày cứ hỏi chị khi nào Thiên Hỷ mới về. Sớm muộn ông ấy cũng biết sự thật thôi. Bây giờ anh rể còn bận chuyện xử mai, em nghĩ anh ấy cũng tiện mồm hỏi vậy thôi. Chị, còn về chuyện em nói với chị là chuyện của Kim Đại Hưng chứ gì. Bây giờ chị làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện đó nữa. Đúng là cũng nên lo chuyện của Thiên Hỷ, nhưng chuyện này cũng cần cân nhắc đi chứ. Chị nghĩ xem, bây giờ không biết Thiên Hỷ đang lang thang chốn nào, nhưng đến một ngày nó về, nó nói chuyện với anh rể, thì chẳng phải những lời nói dối của chị sẽ bị vạch trần sao? Đến khi đó Thiên Hỷ, anh rể, rồi cả Thiên Phúc nữa kết hợp lại công kích chị. Chị xem chị còn sống được trong nhà họ Đổng này nữa không? Cho nên chúng ta phải tranh thủ ra tay trước. Chị mau chóng nâng đỡ cho Đại Hưng để chống chọi với Diệp Tử Xuân. Nhà họ Diệp, Kim Đại Hưng là thanh kiếm sắc bén nhất đấy. Để em dọn cho. Không cần Tử Hàng, để chị. Em khỏe hẳn rồi. Tử Hàng, nghe lời chị hai em đi, mau về phòng nghỉ ngơi. Những việc này để bọn chị làm được rồi. Em biết hai chị sợ em hậu đậu làm dở bác, không làm thì không làm, em càng đỡ động tay chân. Tử Hàng thay đổi rồi. Em ấy giả bộ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, nhưng em ấy không còn là cô bé vô lo vô nghĩ nữa. Chuyện này cũng xem như một lần trải nghiệm với Tử Hàng. Con người cũng cần phải trải qua một số chuyện thì mới trưởng thành lên được. Nhưng em thà rằng em ấy vẫn là một cô gái hay cười, thích nghịch ngợm, vô lo vô nghĩ đó. Chị cả, em mong em ấy được vui vẻ cả đời này. Con người không ai có thể vui vẻ cả đời. Chính vì như vậy, em mới hy vọng cả đời em ấy được vui vẻ. Cha, cha, sao cha về sớm thế? Tử Xuân, nào, ngồi cùng cha một lát. Tử Xuân, chuyện cha chồng con nói, con không định suy nghĩ lại à? Cha tin vào năng lực của con, cha chồng con cũng thích con vì điểm này đấy. Cha, đây không phải vấn đề năng lực, là con gái không muốn. Sợ người khác nói linh tinh gì à? Sợ mẹ chồng con nhân cơ hội này bắt bẻ, sợ con làm không tốt. Con cũng sợ, một khi lãnh trọng trách này rồi thì không còn đường lui nữa, đúng không? Tử Xuân, cha biết con có cái khó, cha không ép con,
Nhân xưởng mai là tâm huyết của cha chồng con, cũng là tâm nguyện mà cha con muốn nhưng chưa thực hiện được. Cho nên một khi để Kim Đại Hưng làm giám đốc thiết kế thì sau này công xưởng sẽ ra sao? Sẽ khó nói lắm. Cha, dù sao Đại Hưng cũng là học trò của cha, dù có nói thế nào, không không, Kim Đại Hưng bây giờ đã không còn là Kim Đại Hưng trước đây mà con từng quen nữa. Là con đã hại anh ấy? Không, là tham vọng và giả tâm đã hại nó. Kim Đại Hưng bây giờ chỉ biết nghĩ cho mình. Một khi lòng người đã bị tham vọng chiếm cứ thì chuyện gì cũng sẽ dám làm. Tử Xuân, cha biết bây giờ tuy con không còn ở nhà họ Đổng nhưng trái tim con vẫn đang ở đó. Con à, vì nhà họ Đổng, con hãy cân nhắc, suy nghĩ thêm. Mẹ, con mệt rồi, con muốn về phòng nghỉ. Thiên Phúc, con hận mẹ là vì chuyện Thiên Hỷ hay là vì chuyện vợ con? Mẹ hiểu rồi, mẹ không hiểu. Mẹ chẳng khi nào hiểu cả, mẹ biết mẹ sai rồi. Chỉ là mẹ không ngờ Thiên Hỷ lại, không chỉ riêng Thiên Hỷ, còn cả Tử Hàn, Tử Thu, bao gồm cả Tử Xuân nữa. Trước khi mẹ đưa ra quyết định, mẹ có từng nghĩ cho con và Thiên Hỷ không? Dịp Tử Xuân lại nói gì với con rồi phải không? Cô ấy nói cô ấy không muốn về nhà họ Đổng, không muốn quay trở lại bên con. Mẹ hài lòng rồi chứ? Mẹ không có ý đó. Mẹ có ý gì con cũng chẳng muốn đoán nữa. Con mệt rồi. Cuộc sống hiện giờ không phải thứ con muốn. Mẹ khiến cho mỗi người trong nhà đều cảm thấy rất mệt mỏi, bao gồm cả chính mẹ nữa. Là con trai mẹ, con không có quyền đánh giá mẹ đúng hay sai. Nhưng là một thành viên của nhà họ Đổng, con buộc phải nói với mẹ. Mẹ đang hủy hoại gia đình này đó. Thiên Phúc, mình đang hủy hoại gia đình này. Tôi đã nói với anh rồi, Đổng Kiến Quang chưa chắc đã trúng kế đâu.
ông ta có trúng kế hay không không quan trọng. Quan trọng là đám thợ may đó, kẻ nào cũng rất phục tùng tôi. Anh có tự tin đến vậy sao? Ngày mai sẽ được thấy kết quả thôi. Con người không được đánh mất sự tự tin, nhưng tự tin quá mức thì lại thành ngông cuồng đấy. Nếu tôi đoán không nhầm, anh theo dõi tôi cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu anh nghi ngờ tôi thì chẳng phải cũng đang nghi ngờ phán đoán của mình sao? Quả nhiên là tôi không nhìn nhầm anh. Anh đúng là có phần giống tôi đấy. Tôi không giống anh đâu, cũng giống như chẳng có ai giống tôi. Được rồi, đợi tin vui vào ngày mai nhé. Em làm anh giật mình đấy. Rốt cuộc anh ta là ai? Em đừng can thiệp vào. Em không động vào người đó được đâu. Đại Hưng, em sợ. Cả ngày anh cứ bí ẩn. Em sợ. Em sợ anh sẽ gây ra chuyện. Người gây ra chuyện không phải anh. Thế thì là ai? Là nhà họ Đổng. Nhà họ Đổng. Anh phải khiến nhà họ Đổng bị hủy hoại trong tay anh. Đại Hưng, em về phòng đi, đừng để người ta phát hiện. Hôm nay chúng ta tiến hành bỏ phiếu lần cuối. Theo như kết quả bỏ phiếu, chúng ta sẽ chọn ra ứng viên cho vị trí giám đốc thiết kế. Mọi người đã nộp cho tôi danh sách lựa chọn sau cùng. Chúng ta sẽ đi theo quy tắc công bằng văn minh. Mời ứng cử viên phát biểu cảm nhận khi được tham gia. Cũng mong người bỏ phiếu hãy cân nhắc thận trọng để bầu ra tấm phiếu có trách nhiệm. Phu nhân, cà phê của bà. Đêm qua có ai vào đây không? Không có à? Tối qua cửa chính đã đóng từ sớm rồi. Tú Nhi, dạo này có người phụ nữ nào qua lại với lão gia không? Tôi không rõ à. Phu nhân, tôi sẽ lưu ý à.
gì. Tôi nói xong rồi. Đại Hưng nói rất hay. Đại Hưng nói rất hay. Mời mọi người ngồi đây. Đợi đã. Tử Xuân. Tử Xuân. Cha, con đồng ý tham gia cuộc bầu chọn. Được, tốt, tốt. Tử Xuân, cảm ơn em. Cảm ơn em làm gì? Người nhà với nhau mà. Em chịu đến đây, anh đã rất vui rồi. Mau về đi. Sau khi tan làm, anh đến đón em về nhà nhé. Về đi. Đứng lại. Diệp Tử Xuân, cô định làm gì? Lúc này cô lại xuất hiện để làm gì? Cha nói không sai chút nào. Anh thay đổi rồi. Cô đừng giở trò đó với tôi. Tôi thay đổi cái gì hả? Tôi hiểu rồi. Là Đổng Kiến Quang bảo cô ra mặt đúng không? Phải. Là cha đã bầu chọn tôi. Nhưng đây là một cuộc cạnh tranh công bằng, ai cũng có cơ hội như nhau. Công bằng. Cô có tư cách gì mà nói công bằng với tôi? Khi đó cô lấy Đổng Thiên Phúc có công bằng với tôi không? Cô có nhận được sự công bằng ở nhà họ Đổng không? Đừng nhắc mãi chuyện đã qua được không? Đã qua. Không qua được. Tôi nói cho cô biết, mãi mãi không qua được. Tôi không cho qua được. Không cho qua được. Diệp Tử Xuân, vừa nãy cô đã nói tôi thay đổi rồi còn gì. Tôi thừa nhận tôi thay đổi rồi. Nhưng vì sao tôi phải thay đổi cô biết không? Đều là do cô ép. Do cô gây nên. Có một điều tôi chưa từng thay đổi. Đó chính là thứ thuộc về tôi thì không ai cướp đi được. Con yên tâm, Tử Xuân sẽ trở về thôi. Con phải làm sao đây? Cha thấy con vẫn không hiểu nó. Nó cần có thời gian để suy nghĩ xem con đường sau này nên đi thế nào. Con đường không có cô ấy, con phải đi thế nào đây? Không được nói những lời nhục chí thế. Hơn nữa, Tử Xuân nếu lên chức giám đốc thiết kế rồi nó sẽ về thôi. Cha vì con nên mới. Con không hiểu gì về cha và Tử Xuân cả. Nếu như Tử Xuân là vì con, nó sẽ không xuất hiện ở cuộc bầu chọn vào phút cuối đâu. Con hiểu rồi cha. Cha đã đúng. Đúng là Tử Xuân là ứng cử viên sáng giá nhất. Cô ấy khi đã quyết định làm gì thì sẽ dốc hết sức. Mong rằng vẫn chưa muộn. Muộn gì cha? Cha muốn nói là với sự điềm nhiên và chân thành của Tử Xuân, mong rằng những cổ đông đó sẽ biết trọng dụng người tài. Con thấy mấy người chú Trịnh đánh giá Tử Xuân rất cao. Đó là thể hiện cho cha thấy thôi. Dù sao thì Tử Xuân cũng là con dâu của cha. Nhưng con đừng quên là đám thợ may đó lại ủng hộ Kim Đại Hưng đấy. Bọn họ lại không rõ con người của Kim Đại Hưng sao? Có chuyện này con mãi không tài nào hiểu nổi. Tại sao cha lại để nhóm thợ may đóng góp cổ phần theo hình thức cho vay? Cha đã nói rồi còn gì. Đó là thành ý của Đổng Kiến Quang này. Liệu có mạo hiểm quá không? Đợi đến sau này khi đưa ra quyết định lớn, đông người cũng đông ý kiến. Thiên Phúc, nhà họ Đổng chúng ta trước giờ làm việc rất có tâm. Chỉ cần con đối đãi chân thành,
thì sẽ nhận được sự tin tưởng từ người khác. Đây gọi là uy tín. Uy tín đối với mỗi người làm ăn chính là tài sản to lớn nhất. Mong rằng cuộc bầu chọn ngày mai. Thế này đi, cha sẽ nói chuyện thêm với mấy người chú Trịnh. Cha cũng cố gắng để giành được phiếu bầu từ họ. Tin rằng Tử Xuân nhất định sẽ trúng cử. Mong là như vậy. Cha cũng tin Tử Xuân sẽ giành chiến thắng. Vậy con xuống trước đây cha. Cha xong việc sẽ đến đón con. Vâng ạ. Tạm biệt cha. Đi thôi. Dân dân, đi thôi.却将不肯相信。